Tin chiều 20 tháng 5, Rodri mỉa mai Arsenal, Arda Güler lập kỷ lục khủng. Mourinho sắp dẫn dắt Besiktas. Man City đã giành được chu địch Premier League tiếp theo để trở thành đội bóng đầu tiên 4 lần vô địch liên tiếp ở giải đấu này. Nhiều người cho rằng khoảnh khắc khiến cục diện cuộc đua vô địch là trận Arsenal thua 0-2 trước Aston Villa trên sân nhà. Thế nhưng Rodri của Man City lại không nghĩ thế. Trận hòa giữa Man City và Arsenal trên sân Etihad mới là điểm mấu chốt. Arsenal cũng xứng đáng họ có một mùa giải không thể tin được. Nhưng khi họ đến đây đối mặt với chúng tôi tại Etihad, tôi nhìn họ và nói: à, những kẻ này, họ không muốn đánh bại chúng tôi, họ muốn một trận hòa. Và tâm lý đó tôi không nghĩ chúng tôi sẽ học theo. Cuối cùng nếu bạn cho chúng tôi một điểm, chúng tôi sẽ thắng 7-8 trận cuối, cùng dù là rất khó khăn. Vì vậy tôi nghĩ chiến thắng phụ thuộc vào tâm lý. Cuối mùa không chỉ là khoảnh khắc lên ngôi của Man City, đó còn là những hình ảnh ý nghĩa trong màn chia tay của Klopp với Liverpool nói riêng và cả ngoại hạng Anh nói chung. Màn chạm trán cuối cùng giữa Pep và Klopp đã diễn ra cách đây khá lâu. Tuy nhiên trong ngày hạ màn của Premier League, Pep vẫn nghẹn ngào khi nói về ngày chia tay đối thủ đáng gờm của mình. Tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều. Jürgen thực sự là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Anh ấy đưa tôi lên một tầm cao mới với tư cách là một huấn luyện viên. Tôi nghĩ chúng tôi tôn trọng nhau một cách đáng kinh ngạc. Tôi có cảm giác rằng anh ấy sẽ trở lại. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn rất nhiều vì những lời chia sẻ của anh ấy. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Brazil xác nhận thủ thành Ederson đã không thể có mặt trong đội hình tham dự Copa America hè này. Nguyên nhân là do cầu thủ đang thuộc biên chế Man City đã bị chấn thương ở hốc mắt sau va chạm với Cristiano Romero ở vòng đấu trước. Huấn luyện viên Dorival Júnior đã thay thế Ederson trong danh sách cầu thủ bằng việc triệu tập thủ môn Rafael của Sao Paulo. Trước mắt, Ederson sẽ không thể tham dự trận chung kết FA Cup với Manchester United vào tháng 6 tới. Mặc dù người hâm mộ vẫn thấy Ederson ăn mừng chu địch Premier League với Man City, tuy nhiên anh vẫn cần thời gian để hồi phục chấn thương. Mặt khác, Ederson cũng khó để cạnh tranh suất bá chính với Alisson Becker. Chính vì thế mà đây sẽ là khoảng thời gian để thủ thành này nghỉ ngơi hồi sức sau một mùa giải căng thẳng. Luật công bằng tài chính đang ảnh hưởng đến rất nhiều đội bóng tại mùa giải này, chẳng hạn như Everton hay Nottingham. Mới nhất, Fulham cũng được đưa vào diện cái tên có thể bị điều tra trong thời gian sắp tới. Phát biểu về câu chuyện này, huấn luyện viên Fulham Marco Silva đã phát biểu rằng: tôi không có phản hồi nào về vấn đề này cả. Chúng tôi đã và đang xây dựng với nhóm cầu thủ này, cả trong lẫn ngoài sân cỏ đều có nền tảng. Vấn đề không phải là con số, chúng tôi không cần thay đổi nhiều thứ. Chúng tôi phải bổ sung chất lượng. Casemiro đã đáp trả lại những lời chỉ trích về phía mình và gọi đó là những lời lẽ thiếu tôn trọng. Ngôi sao Manchester United thường xuyên bị chỉ trích bởi Jamie Carragher, người cho rằng đôi chân của cầu thủ người Brazil đã mất đi hồi tháng 10 năm ngoái. Casemiro thừa nhận anh đã có một mùa giải khó khăn do chấn thương của bản thân, cũng như đội bóng không có lực lượng mạnh nhất. Dù vậy, phát biểu với Sky Sports, Casemiro cho biết: chỉ trích là một phần của bóng đá và tôi luôn rất bình tĩnh, đặc biệt là với những lời chỉ trích. Khi đó là những lời chỉ trích mang tính xây dựng, nó luôn được hoan nghênh. Đặc biệt là trong bóng đá, khi bạn chơi đẳng cấp cao trong 10 năm và bị tụt phong độ một chút, những lời chỉ trích sẽ ngay lập tức xuất hiện. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Wolves đã đề xuất loại bỏ VAR khỏi mùa giải năm sau. Và trận đấu mới đây khi hành quân đến sân Anfield càng khiến thuyền trưởng của bầy sói phàn nàn về các quyết định sai lầm của trọng tài. Sau tình huống mà trọng tài đổi màu thẻ và đuổi Nelson Semedo vì phạm lỗi với McAllister, Gary O'Neill cho rằng VAR đã lại một lần nữa phạm sai lầm. VAR đã không dừng hình đúng khoảnh khắc mà trọng tài cần xem, tạm dừng khi bàn chân của Nelson đang giơ cao và vẫn chưa tác động đến McAllister. Một thẻ vàng đã là quá nặng chứ đừng nói về thẻ đỏ. Lamine Yamal đã bổ sung vào sự nghiệp của mình một cột mốc vĩ đại mới dù ra mắt Barcelona chưa lâu. Trong trận đấu giữa Barca và Rayo Vallecano mới đây, Yamal đã chính thức cán mốc 50 trận đấu trong màu áo Blaugrana. Sao mai người Tây Ban Nha đạt thành tích này khi chỉ đang ở tuổi 16, 311 ngày. Trước đó Gavi và Pedri là hai người nắm giữ kỷ lục này. Tuy nhiên, Yamal đã có những bước tiến vô cùng quan trọng để vượt mặt hai người đàn anh. Dù mới lên ngôi vô địch Serie A, thế nhưng Inter Milan vẫn phải đối diện với một thực tế là câu lạc bộ đang lâm vào những vấn đề tài chính vô cùng tệ hại. Hiện tại, đội bóng đang gặp phải những khoản nợ vượt quá tầm chi trả nếu như không thể vay thêm. Chính vì thế mà Inter có thể bán cho một người chủ khác. Được biết, tỷ phú người Phần Lan Thomas Ziliakos đã liên hệ với tập đoàn Suning, chủ sở hữu hiện tại của Inter để mua lại đội bóng. Tuy nhiên, Suning đang đấu tranh để tái cấp vốn cho khoản vay mà họ đã vay trước đó với Oatry. Phát biểu trước truyền thông, tỷ phú người Phần Lan cho hay Inter cần sự ổn định và liên tục chứ không phải những chủ gây tổn hại cho câu lạc bộ và người hâm mộ. Đã đến lúc cần có một cơ cấu sở hữu mới. Truyền thông đã liên tục đưa tin về những mối liên kết giữa Mourinho và các đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hai cái tên nổi bật trong thương vụ này là Fenerbahce và Beşiktaş.
Tuy nhiên, Beşiktaş dường như đang là cái tên nắm lợi thế rõ ràng hơn. Hüseyin Yücel, phó chủ tịch của đội bóng có biệt danh là Đại Bàng Đen cho hay: "Chúng tôi đã liên hệ với Jose Mourinho một tháng trước và ông ấy hoan nghênh lời đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi đã giải quyết xong các vấn đề kinh tế và sẽ đến ý vào tuần tới để có thể gặp mặt trực tiếp. Nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận với Mourinho, chúng tôi sẽ đề nghị ông ấy đưa Ricardo Quaresma vào đội ngũ nhân sự." Mbappe đã xác nhận anh sẽ rời Paris Saint-Germain khi mùa giải kết thúc với trận đấu cuối cùng của anh là trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp với Lyon vào ngày 25 tháng 5. Real sẽ là bến đỗ tiếp theo của tiền đạo, 25 tuổi. Hai câu lạc bộ sẽ cần phải đạt được thỏa thuận để xác nhận Mbappe là cầu thủ của Los Blancos trước khi Euro 2024 bắt đầu. Tuy nhiên, bất chấp sự phấn khích dâng trào về những gì Mbappe có thể mang lại cho Real Madrid, cũng có những lo ngại về việc anh sẽ có mặt trong đội hình như thế nào. Adil Rami, người từng có mặt trong đội hình vô địch FIFA World Cup 2018 của Pháp, đã cảnh báo Mbappe về sự thay đổi môi trường ở thủ đô Tây Ban Nha. Cậu ấy sẽ phải thích nghi, Mbappe sẽ đến một nơi có rất nhiều cái tôi và rất nhiều yêu cầu. Mọi thứ sẽ mới mẻ đối với cậu ấy, nhưng tôi nghĩ việc chuyển đến Real Madrid sẽ là một bước đi tuyệt vời trong sự nghiệp. Cuộc gặp rất được mong đợi giữa Xavi và chủ tịch Juan Laporta vào tối Chủ nhật theo giờ địa phương đã kết thúc sớm. Barcelona vừa giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội bóng đang nằm ở top dưới là Rayo Vallecano, qua đó duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, màn nóng nhất của trận đấu này lại đến sau khi 90 phút khép lại. Huấn luyện viên Xavi và chủ tịch Juan Laporta đã có cuộc gặp gỡ để nói rõ hơn về vấn đề mâu thuẫn cách đây vài ngày. Mặc dù vậy, cuộc họp này đã nhanh chóng kết thúc chỉ trong 5 phút. Người trong cuộc đã xác nhận rằng chủ tịch Laporta cảm thấy không khỏe và buổi họp mặt với Xavi sẽ diễn ra vào một ngày khác. Real Madrid vừa có một trận hòa với tỷ số 4 đều trước Villarreal dù đã vươn lên dẫn trước đến 4-1 ngay trong 45 phút đầu tiên. Dù vậy, kết quả này cũng ảnh hưởng đến Los Blancos khi họ đã chính thức vô địch La Liga. Bên cạnh trận hòa này, họ cũng xác nhận thêm một kỷ lục mới thuộc về Arda Güler. Cụ thể, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cái tên ghi 6 bàn thắng tại La Liga nhanh nhất trong lịch sử Real Madrid với chỉ 328 phút thi đấu, tức trung bình chỉ khoảng 55 phút thi đấu trên sân là Güler lại nổ súng một lần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng trưa chiều mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.